Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, ánh mắt, hình dáng mắt là một yếu tố quan trọng trong thuật xem tướng của người xưa. Ánh mắt như thế nào gọi là tốt, đắc tài, đắc lộc cho mệnh chủ. Những người có đuôi mắt sách thường được đem lại cho người khác cảm giác khó gần, ngay cả khi bạn chủ động tiếp chuyện, có thể họ cũng sẽ tỏ thái độ khá là lạnh nhạt và kiêu ngạo. Vậy, dưới góc độ nhân tướng học, những người mắt sắt thường có đặc điểm tính cách gì? Có nên kết giao với những người như vậy hay không? Mời quý anh chị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, đó là những người có mắt sắt thì thường dở thủ đoạn. Con người muốn vươn lên khẳng định vị trí của bản thân thì nên dựa vào chính khả năng của chính mình. Ai chiến thắng thì đó là người tài giỏi thực sự, còn những người khác dù có thua thì cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Thế nhưng người mắt sách thường không muốn đi đường thẳng như vậy. Họ thích sử dụng thủ đoạn để mua chuộc những người khác hoặc hãm hại người khác, hòng muốn có con đường đi được dễ dàng. Xem tướng mắt sách vì lợi ích của bản thân, những người có đôi mắt này sẵn sàng dẹp bỏ mọi chướng ngại vật trên con đường của mình, cho dù đó có là những người xa lạ hay thậm chí là bạn bè đi chăng nữa. Bởi điều đó mà họ quan tâm nhất vốn chỉ có được của chính mình. Có nhiều khi, càng là những người thân thiết, họ lại càng sử dụng những phương pháp mạnh tay, cốt chỉ để mình có được một chỗ đứng cao hơn mà thôi. Tuy nhiên, thông thường, sự phát triển của những người có đôi mắt như thế này thường không bền vững. Một khi có người phát hiện ra thủ đoạn họ đã sử dụng thì rất khó có thể bao nhiêu những việc họ đã làm sẽ tan thành mây khói. Coi trọng lợi ích. Những người có đôi mắt sách vô cùng coi trọng lợi ích của bản thân mình, đặc biệt là trên lĩnh vực tiền bạc, đặc biệt có những người sẵn sàng làm tất cả mọi việc hòng kiếm lợi cho bản thân. Xem tướng gương mặt, những người này quan niệm người không vì mình trời tru đất diệt, họ tin rằng chỉ có tiền bạc mới giúp mình khẳng định được vị trí trong xã hội, mới có quyền phát ngôn, mới được những người khác tôn trọng. Thực ra người tuổi này cần biết rằng tiền bạc không phải là tất cả, nhưng đức tính tốt đẹp mới là nguyên nhân khiến cho người khác thực sự nể trọng mình, không quan tâm đến người khác. Xem tướng mắt sách, những người mắt như thế này thường hay dở thủ đoạn, dù có biết chắc là kết quả của những việc làm này sẽ gây tác động xấu đến thế nào cho người khác, nhưng họ thường có thái độ thờ ơ, không quan tâm. Họ coi những đối thủ cạnh tranh của mình như cái gai trong mắt, nếu không thể hãm hại những người này ngay từ những cơ hội đầu tiên thì về sau chắc chắn sẽ rất khó giải quyết. Họ cảm thấy nếu như bây giờ nương tay với đối thủ thì ai biết được sau này người đó sẽ quay trở lại thù mình hay không. Vì thế, họ thường ra tay với người khác bất chấp hậu quả, chỉ cần bản thân mình không gặp rắc rối về sau là được. Bị mọi người xa lánh. Người có tướng mắt sách ai ai cũng biết được rằng dễ ghê gớm ra sao, chỉ cần họ quyết định ra tay thì việc gì cũng sẽ được như ý muốn, còn những người khác thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng nhiều khi biết là một chuyện, nhưng có cách để giải quyết vấn đề không phải là chuyện khác. Vì thế đa số mọi người sẽ chọn cách tránh xa những người có đôi mắt như thế này, không muốn mình trở thành một con mồi trong mắt của họ. Nếu có thể, mọi người thường không tin tưởng, không giao cho họ những cơ hội chính đáng. Khi gặp mặt cũng chỉ chào hỏi xã giao, chứ không giữ mối quan hệ thân thiết. Ngoài ra thì cần phải chú ý về phần ánh mắt, tướng mắt trên mặt, tướng mũi cũng là một điều cần phải chú ý. Mũi giữ vai trò rất quan trọng trên khuôn mặt con người. Dù cho tai mắt miệng có hài hòa đẹp đẽ đến bao nhiêu mà mũi xấu lệch lạc thì khuôn mặt cũng xem như bị phá cách. Nếu tướng mũi có những đặc điểm này thì mệnh chủ cần phải đặc biệt chú ý. Tướng mũi thấp, sống mũi thấp, sơn căn phần giữa hai mắt nhỏ, đầu mũi và làn đài chỉ thấy được một phần. Người này tuy không nghèo hèn nhưng bệnh tật quanh năm. Nếu sống mũi thấp và nhỏ thì khá nhút nhát, mũi mỏng là nhọn là tướng xấu, có thêm vết rạn nứt bên trên là tướng đoản thọ. Sự nghiệp làm ăn không mấy thuận lợi vì họ là những người không giữ chữ tín. Tướng mũi kết, đầu mũi quặp vào miệng, hai bên dàn đài đình úy như là co rút lại. Tướng người mũi kết tàn ác, gian thâm, dù là đàn ông hay là đàn bà thì cũng đều là người thủ đoạn, nham hiểm, cần phải cảnh giác. Tướng mũi tẹt là tướng đầu mũi nhỏ, thấp, hầu như không có sống mũi, nhìn rất thấp và bè ra. Phụ nữ hay là nam giới tướng mũi tẹt đều cô độc phải sống một mình. Nếu mũi tẹt mà sống mũi mềm thấp không xương thì chủ về không thọ, dễ chết yểu. Tướng mũi hình củ tỏi, đầu hình như củ tỏi nhỏ nhưng thước đũa,
dưới lớn ra quá biểu thị người khắc kỵ với anh em ruột thịt. Nếu trong nhà có đông anh em, sẽ bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Gia đạo thường xuyên bất hòa, anh em trong nhà không hòa thuận. Tướng mũi lộ thấy xương là người sống tha phương uổng tử, nếu đầu mũi méo một bên là người lòng dạ không ngay thẳng. Tướng mũi cao ngay thẳng, sống mũi cao và thẳng, không quá dài hay là quá ngắn, lỗ mũi nhỏ, cánh mũi và đầu mũi thon là tướng người danh vọng rền vang. Đầu mũi hồng đỏ là lưu lạc tha phương, chóp mũi nở lớn là phú quý phước lộc. Sống mũi thấp, đầu mũi lộ xương là biểu thị mạng yểu, cuộc sống bẩn hàng. Chóp mũi thì nở đầy là người háo sắc, tham dâm. Ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong Thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên vận trình trong năm Canh Tý sẽ gặp phải nhiều tai họa, tài lộc giảm sút, gia đạo không được bình an, may mắn. Đó là tuổi Tý. Xem sự nghiệp tử vi của tuổi Tý năm 2020, con giáp này có tỷ kiên chiếu mệnh, Tý thủy tọa thái tuế, trong hung vẫn có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Trong năm Canh Tý, những chú chuột nếu dành thời gian học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thì sẽ rất tốt cho tương lai sau này. Bản mệnh cũng xuất sắc vượt qua các kỳ thi sát hạch và có được bằng cấp đúng như dự kiến. Chuyện tìm việc cũng không quá khó khăn, tăng lương thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sự tăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Tý trong năm trực thái tuế là điều khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi không phải cứ phạm thái tuế là sẽ gặp vận xui. Thiên can canh kim dưỡng cho tỷ kiên Tý thủy của tuổi Tý, nên con giáp này sẽ phát triển cực tốt trong ngành tài chính hay những công việc có liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh nên tìm cho mình công việc phù hợp để phát huy nội lực, không bỏ phí cơ hội phát triển cũng như là lỡ mất sự giúp đỡ của quý nhân. Đồng thời, những người cầm tinh con chuột nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình, đừng ỷ lại vào quý nhân, mục tiêu đề ra, cần phải nỗ lực cố gắng hết mình, chẳng ai có thể lo được cho bạn ngoài chính bản thân mình. Hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá để giữ sự tỉnh táo và sáng suốt thường trực. Tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát thì bản thân có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn. Vòng tam hợp quý nhân được thiết kế từ hạt gỗ huyết long, tử đàn hoặc xưa đỏ là những loại gỗ quý có tác dụng phong thủy cực kỳ tốt, được hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng để chiêu tài lộc may mắn bình an. Ngoài ra, vòng tam hợp còn được kết hợp với 3 viên đá mã não có khắc hình linh vật tam hợp, có tác dụng chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, giúp công việc hanh thông, từ đó lập tài vượng tiến. Tuổi Mão năm 2020. Sự nghiệp của tuổi Mão canh kim lộ xuất chính quan thái tuế Tý thủy tọa tại thiên ấn. Đây là điểm báo trong năm, bản mệnh sẽ đạt được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Thái tuế thiên ấn là ngôi sao phù trợ cho đường học hành và sự nghiệp của tuổi Mão. Quan ấn tương sinh, chủ về lợi cho học hành thi cử, lấy bằng cấp chứng chỉ, xin việc chuyển việc cũng được sẽ như ý. Khả năng thăng quan tiến chức rất lớn. Cơ hội đến không ít nhưng do bị cục diện tương hình cản trở, lại thêm thái tuế mang đào hoa nên có thể bản mệnh sẽ bị cảm xúc dẫn dắt mà đưa ra một số quyết định sai lầm. Bản mệnh có thể bị yêu cầu phải hoàn thành được quy tắc này kia mới có thể đạt được mục tiêu, cũng có thể chính bản thân con giáp này lợi dụng kẽ hở để giúp mình thăng tiến nhanh hơn, đạt được thành công như ý nguyện. Bạn có thể hành sự chót lọt lúc đó, nhưng về lâu dài thì để lại hậu quả khôn lường, không thể nào biết được. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của tổ chức, tuân thủ quy định pháp luật đề ra để được bình an. Đồng thời, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để chiêu mời các khí quý thần, từ đó giúp công việc hanh thông, lộc tài, vượng tiến, bền vững. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Mùi vào năm 2020, do thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi Tý thủy lộ xuất thiên tài, đồng thời Tý Mùi tạo nên cục diện tương hại nên sự nghiệp của tuổi Mùi có khởi sắc nhưng cũng tiềm tàng nguy hiểm. Công việc phát triển khá tốt nhưng cần phải đề phòng tai họa ngầm, chuyện rắc rối thị phi có thể xuất hiện khá thường xuyên, khiến bản mệnh cần phải chú ý ứng phó trong các mối quan hệ xã giao. Do ảnh hưởng của thái tuế nên bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Chính những lúc này cần phải cực kỳ cẩn thận, tránh gây ra những sai lầm hoặc thiệt hại đáng tiếc gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi.
Ngoài ra thì các gia chủ tuổi Mùi trong năm nay cần phải phân rõ việc công và việc tư, không để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến quyết định của mình. Bên cạnh đó, có người tốt kẻ xấu cùng xuất hiện, vì vậy cần phải có khả năng quan sát tinh tế, nhạy bén để biết được ai là người thật sự tốt với mình, còn ai chỉ là kẻ nịnh hót để kiếm lợi cho bản thân. Với những người làm nghề tự do, cần xác định rõ ràng mục tiêu cho mình, không nên quá tham lam làm những việc thiếu đạo đức, bởi những việc làm này sẽ gây ra nguy hiểm thị phi cho chính bạn. Tuổi Ngọ. Theo dõi vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ năm 2020, gặp Thái Tuế Tý Thủy khắc chế với Ngọ Hỏa. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc tăng lên gấp bội, tuổi Ngọ có thể bị cấp trên chèn ép. Những người có quyền lực gây ấm ức chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, mệt mỏi, căng thẳng nhưng không được khen thưởng đãi ngộ đúng mức, khiến cho tâm tình buồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy con giáp này vượt khỏi nội quy mà chịu sự xung phạm. Ngoài ra, Thái Tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp, đừng để mình mắc sai lầm hay để lộ điểm yếu, nếu không đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Ngọ, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Tuổi Ngọ gặp cục diện xung Thái Tuế nên con đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở gian nan, may mắn hiếm hoi xui xẻo đầy rẫy. Bản mệnh khó có thể phát huy được năng lực của mình, dễ bị chèn ép, gây khó dễ, làm gì cũng không được như ý. Điềm báo tử vi cho thấy có khí thế ỷ mạnh hiếp yếu, con giáp này trở nên gây chuyện với cơ quan hành pháp chấp pháp, kẻo mang lại họa. Trong năm có thể có một vài biến động về công việc, cụ thể là nơi làm việc hoặc vị trí làm việc, bị thuyên chuyển công tác. Nhưng trong tình hình hiện tại thì đó là họa hay phúc thì vẫn còn khó nói, biết đâu đi đến một nơi khác lại là khởi đầu mới may mắn hơn cho con giáp này. Về phương diện sự nghiệp thì trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đảo, cuộc sống đâu có dễ dàng đến như vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi Ngọ. Những chú ngựa cần phải kiểm soát cảm xúc cho mình thật tốt, tránh để những lời châm chọc xúc xiển làm mình nóng giận, bốc đồng mà cư xử thiếu suy nghĩ, gây ra hậu quả nghiêm trọng về sau. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Tuổi Dậu. Sự nghiệp của tuổi Dậu trong năm 2020 chủ yếu ở vào thế bị động, thường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ hoặc mâu thuẫn từ đồng nghiệp. Chẳng những thế, còn không chuyên tâm vào công việc, dễ nghe theo lời lụ dỗ lôi kéo của người bạn bè xấu. Vì thế không có chí tiến thủ, thường suy nghĩ tản mạn. Đây là nguyên nhân khiến bản mệnh khó có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề trước mắt hoặc không đủ lý trí để xác định những kế hoạch tương lai của mình. Có thể nói rằng trong năm 2020, tuổi Dậu thiếu đi động lực và hướng đi trong sự nghiệp, vì thế khó đạt được sự đột phá. Nếu muốn thay đổi tình trạng trên, con giáp này cần tham gia nhiều hoạt động hoặc các loại báo chí, sách vở giúp truyền cảm hứng, thay đổi tâm trạng. Về tổng thể, sự nghiệp của tuổi Dậu thì không được thuận lợi do phải đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá, Tý Thủy làm giảm nguồn sức mạnh của Kim Dậu, đồng thời Địa Chi và Thiên Can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, cách tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Con giáp này khó có thời điểm nào được yên ổn do phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Bản mệnh cũng vướng phải nhiều rắc rối vì chính bản tính bất đồng lơ là của mình. Nhiều vấn đề xảy ra khiến bạn phải tốn nhiều công sức mới có thể khắc phục được. Tốt nhất nên tránh xa những bạn bè xấu, rủ rê, lôi kéo, tham gia vào các đoạn vui chơi, làm lơ là sự nghiệp. Dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc suy nghĩ vu vơ nên xây dựng thời gian biểu hợp lý để có lối sống khoa học hơn. Trên đây là những nét tướng gắn với số mệnh mà người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người đoán vận mệnh sang hèn, số phận của con người. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết rằng tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân người đó là thiện hay ác, sẽ có những biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên, dù ai đang sở hữu những nét tướng này không thực sự may mắn thì cũng không nên quá lo lắng, số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng việc làm cái nhìn tích cực để có gặt hái được thành quả tốt.
Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video sau.